Xin chào, tôi muốn hướng dẫn cho các bạn thể hiện cái cách quan tâm đối với con chó của mình. Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn đối xử với chó bằng sự tôn trọng và tình yêu thương. Hãy đăng ký tên lên vòng đeo cổ cho chó. Điều này giúp đảm bảo chó của bạn sẽ không bị thất lạc và rời khỏi bạn. Những quốc gia khác nhau đều có luật lệ khác nhau về quyền sở hữu chó. Ở trạm cứu hộ chó mèo hoặc trạm thú y là nơi lý tưởng để đăng ký cho thú cưng. Đối xử với chó bằng sự tôn trọng, không được hành hạ hoặc ngược đãi chó bằng mọi hình thức nha mấy bạn. Bao gồm việc đặt cho chó một cái tên đàng hoàng. Không nên đặt tên cho chó như kiểu là khùng hay ác, vì dễ làm ảnh hưởng đến cách đối xử của người khác với chó. Nếu con chó hư đốn thì phải luôn nhìn lại những việc đã làm hoặc chưa làm, vì bạn mới chính là người góp phần tạo nên tội lỗi của nó. Phải nhận ra những nhu cầu cần thiết của chó, ví dụ như chó cần phải đi vệ sinh đều đặn và làm sao để không bẩn nhà hoặc là bản thân. Sẽ rất là vô nhân đạo nếu bạn bắt nhốt, giam cầm chó hàng giờ liền mà không cho nó tiếp xúc với người hoặc là được đi vệ sinh. Phải cho chó có chỗ ngủ tốt nữa nè, để không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nghiệt. Tiếp theo là phải xây dựng sự ràng buộc giữa tình yêu thương và tôn trọng với chó của bạn, sẽ làm cho chó nó mãi yêu quý bạn nếu bạn đối xử với chúng đúng cách. Dành thời gian cho chó để hiểu được tính cách của nó và những điều liên quan. Càng chơi với chó, bạn sẽ càng hiểu được tình yêu thương trong cuộc sống này nhiều hơn. Tuy hy vọng các bạn sẽ làm được điều đó.